con với em trai của con đều bị Covid hết. Nhà con đều có triệu chứng giống như cảm nặng, khoảng 39 độ trở lại thôi. Nó rất là đau họng, mà cái quan trọng nhất là người mình lúc nào nó cũng lả đi ấy. Dần dần rồi cả nhà con bị mất vị giác, mất khứu giác. Em bé lúc đó 4 tuổi, em bé là bị nặng nhất. Một tuần là sốt lúc nào cũng 39 độ. Mẹ năm nay gần 50 tuổi đầu, mẹ chưa bị ai lừa mà mẹ bị chính con đẻ mẹ lừa. Tặng cho mẹ mấy cái hũ nhau hai cờ với chú Thần Linh, xong rồi hai mẹ con tối thì cũng bôi con massage cho mẹ. Tức là mẹ cũng thích massage mà có cái giờ là con ở xa quá, không có được ở gần mẹ để massage. Gì vậy? À, tiếc tiền mua nho thai kiều cho mẹ khóc hả? Hay sao? Nhớ mẹ chồng đó, thấy thương dâu không? Dạ. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chương trình được phát sóng vào lúc 22:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mỗi tuần chúng ta lại gặp nhau để cùng chia sẻ với những cặp mẹ chồng nàng dâu ở khắp mọi nơi đất nước, thậm chí là ở kiều bào ở nước ngoài. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ cặp mẹ chồng nàng dâu không biết ở đâu đây. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay quý vị nha. Xin chào cả nhà. Xin chào. Hello. Xin chào. Con chào mẹ. Con chào chú Quyền Linh. Mình xin giới thiệu, mình là Vũ Thị Lý, quê Thái Bình. Năm nay mình 51 tuổi. Mình đã làm mẹ chồng được 5 năm 11 tháng 14 ngày. Trời đất ơi. Và đây là các con của mình. Nhớ từng ly từng tí luôn đó hả? Con chào chú Quyền Linh. Con tên là Phạm Minh Hùng. Năm nay con 30 tuổi. Hiện tại thì con đang làm việc và sinh sống tại Canada. Con tên là Lương Thị Hải Hà, con 30 tuổi. Con hiện tại đang là một KOL và là một YouTuber. Tình hình dịch bệnh ở bên Canada thế nào rồi con? Khoảng tầm tháng 1 năm nay này, thì ở Canada là đỉnh dịch, mỗi một ngày cũng phải 10.000 ca đó chú. Nhưng trời. Mà con với em trai của con đều bị Covid hết. Cái lúc mà bị Covid có cái triệu chứng con như thế nào, có thể diễn tả sơ sơ cho mọi người được biết không con? Cả nhà con đều có triệu chứng giống như cảm nặng, khoảng 39 độ trở lại thôi. Nó rất là đau họng, mà cái quan trọng nhất là người mình lúc nào nó cũng lả đi ấy. Dần dần rồi cả nhà con bị mất vị giác, mất khứu giác. Em bé lúc đó 4 tuổi, em bé là bị nặng nhất. Một tuần là sốt lúc nào cũng 39 độ. Cũng may mắn là cả gia đình con đều vượt qua được. Các con đều giấu mẹ, đều nói là cả nhà con bị cảm cúm thôi, mẹ cứ yên tâm. Sau hơn một tháng các con khỏi, thì các con có nói chuyện với mị anh con bác, mới lại tâm sự lại với thím. Trời ơi, thím hết nước mắt vì các con. Cái trận đấy là các con làm mình mất nhiều nước mắt nhất. Chúc mừng gia đình của chị đã vượt qua gọi là cái đại dịch, mà nó cũng kinh khủng ha. Bây giờ mình cũng có niềm vui rồi, con cháu tất cả mọi người khỏe mạnh hết trơn rồi. Lần đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Chuyện dài lắm, Quyền Linh ơi. Con trai mình đi du học rồi may mắn đem lòng thương cô sinh viên Lương Thị Hải Hà, quê Đồng Nai, khá là xa. Nhà mình thì quê lúa Thái Bình, bạn biết rồi đấy. Mình chưa ra khỏi lũ xe làng bao giờ cả. Cả gia đình mình không vui khi con có bạn gái quê Đồng Nai. Con trai nói là mẹ ơi, năm nay con không về ăn Tết với bố mẹ được, thì con cho bạn gái con về ăn Tết với bố mẹ cho vui nhé. Thì mình bàn với ông xã là thôi anh ạ, cứ chiều lòng con, cứ cho con cho bạn về đi. Mình đã biết mặt mũi vuông tròn ra sao đâu mà anh cứ căng. Thì đón thì lúc bây giờ mình bảo với thằng cháu lái xe, mình bảo là cháu nhìn kỹ hộ cô nhá, nhìn ảnh đi, chứ không chốc đón bạn gái khác về không phải của Hùng nó không nhận đâu, là cái sở đấy. Thế thì thằng ấy nó lại tinh mắt hơn, nó lại nhìn đến Hùng, nó lại bảo cô Lý ơi, cháu nhìn thì có đứa nào giống thằng Hùng lắm. Thế mình bảo người giống người đấy, chứ Hùng nhà cô năm nay không về được. Thế là đến lúc gì con Hà thì kéo vali đi trước, Hùng đi sau. Thì lúc giờ mình cũng khá là bất ngờ. Mình cũng có bảo với con là mẹ năm nay gần 50 tuổi đầu, mẹ chưa bị ai lừa mà mẹ bị chính con đẻ mẹ lừa. Rồi, cô con dâu, con về bất ngờ về nhà chồng thì con thấy cái phản ứng của mẹ chồng như thế nào? Ông xã con là cũng giấu không cho bố mẹ biết là ông xã con sẽ ra cùng con.
nên là ông đã để một mình con ra gặp bố mẹ ở sân bay. Thì sau này mọi người kể lại là sao con bé này nó liều thế, một thân một mình là con gái mà dám ra nhà bạn trai để gặp mắt bố mẹ chồng với ông bà nội. Thì nên là lần đó con gặp bố mẹ với ông bà thì con run, cũng rất là bất ngờ, bởi vì mẹ kiểu mẹ dễ chịu á, mẹ khá là hòa đồng, xong rồi con thì con ngại, mẹ hay kiểu như là bắt chuyện giống kiểu làm cho con thoải mái á. Nhưng mà cô con dâu nè, nhìn ánh mắt hay nhìn thái độ gia đình là con có biết là mẹ chồng con với gia đình chồng chưa ưng con không? Con gặp bố mẹ chồng con ở sân bay á, là bố mẹ kiểu là vui mừng chào đón con nên con thoải mái, lúc đó con cảm thấy vui trong lòng lắm. Em là vui mừng khi thấy anh á, xong em có khi em lộn á, chứ không phải vui mừng khi thấy em đâu. Không phải, khi về á mẹ gặp được Hà đó, mẹ thấy là các con cũng khá là vừa đôi, đẹp đôi, cô này khéo lắm. Lúc đầu là bà nội khá là căng, Hà về là mẹ còn cho Hà ngủ với mẹ và Hùng ngủ với bố. Sau 3 ngày là ông bà nội đã quý Hà và ra nói với mẹ là con là hậu quá, chúng nó thương nhau rồi, cho chúng nó một phòng riêng đi con. Cho nên là mẹ phục ở cái sự khéo léo của Hà. Trong có 3 ngày thôi là Hà đã lấy lòng được bố mẹ này, ông bà này, cô dì chú bác trong họ. Hà nhớ coi Hà đã làm gì ở nhà mà nhà chồng mình Một tuần con ở nhà của bố mẹ chồng thì sáng con ở nhà bố mẹ chồng, con thấy mẹ dậy thì con nói mẹ cho con đi cùng, đi thăm bà con hàng xóm xung quanh. Xong rồi mọi người ai cũng nói con là giống mẹ, tưởng là con gái lớn của mẹ. Thì gặp khách hàng này nọ mẹ cũng đưa con đi, nói chung là đi đâu mẹ cũng đưa con đi, mà con cũng hay đòi theo đi á. Rồi mẹ chở con đi ăn cái này cái kia ngon. Đó là những cái kỷ niệm mà con nhớ lúc mới về làm dâu. Không chỉ gặp mẹ chồng tương lai mà gặp gọi là bà nội chồng nữa, thì con thấy khó không? Lúc đó con lo không? Lúc chưa gặp đó thì con lo, nhưng mà đến lúc con về con gặp bố mẹ với ông bà thì ông bà với bố mẹ kiểu rất là quý á. Cũng vẫn nấu cơm cho ăn chú ạ, chứ không bỏ đói lần nào. Nhưng mà con nấu ai nấu? Dạ không, con về nhà thì con không phải làm gì hết á. Từ lúc con lấy chồng đến lúc tận bây giờ thì về nhà con hầu như là con không phải làm gì hết. Ủa, thế tính ra là chương trình này tí nữa chú Quyền Linh phải thay thành phục vụ nàng dâu luôn á. Không đi làm dâu mà thấy toàn được mẹ chồng phục vụ không á. Đúng luôn rồi đó, con nói đúng á. Dạ. Vậy thì Hà mua gì cho mẹ chồng rồi tặng quà gì cho bà nội chồng nè, con có nhớ không Hà? Trong đầu con thì con chỉ nhớ những gì mẹ với bà nội làm cho con. Thế thì mẹ kể nhá. Mẹ kể là lần ấy về á, là hình như con cũng chưa có quà cho ông bà nội, nhưng có quà cho mẹ. Mà con nhát, con không dám nói với mẹ. Thế đến lúc con đi thì đồ của con mang hết đi, còn để lại một cái túi sách. Thế mẹ chụp hình và mẹ gửi cho con. Mẹ bảo Hà ơi, mẹ nhặt được cái túi sách này, thì con nói là con mua cho mẹ dùng đấy. Là duy nhất là lần đấy là chỉ có mẹ có quà thôi. Dạ. Vậy là không có mua đồ cho bà nội chồng nha Hà nha. Lúc đó Hùng lo không Hùng? Chắc tại lúc đó con cũng còn trẻ, suy nghĩ chưa có chín chắn gì cả. Con cũng không có cần phải nghĩ chuyện mà phải mua quà, hay là con cần phải ra con nói trước với ông bà là ông bà nói khéo với bố mẹ con họ con rồi thế nọ thế kia. Con cứ mặc kệ, để cho vợ con tự giải quyết từ cái vụng của con. Nhưng mà con thấy như vậy thì cũng có một cái hay là đấy là con người thật của vợ con rồi, thì con không cần phải giấu giếm cái gì, chống đỡ cái gì cho vợ nữa đó. Thì sau 3 ngày là mẹ gọi hai đứa ra ngồi trước mặt mẹ như bây giờ thế này, là mẹ hỏi Hùng có thương Hà thực lòng không. Thì Hùng nói là con thương Hà. Thế mẹ hỏi Hà có thương Hùng thực lòng không, thì Hà nói là con có thương anh Hùng. Và nếu các con quyết tâm thương nhau thì phải hứa với mẹ là yêu nhau trọn đời, thì bố mẹ sẽ dần dần bố mẹ sẽ lo cho các con. Sau cái câu chuyện đấy là mình từng bước lo cho các con đến ngày hôm nay. Mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu mình những điều gì? Trong hơn 5 năm, gần 6 năm con dâu về làm con mình thì các con ở bên mình không được nhiều, nhưng cũng đủ để mình cảm nhận là con là một con người tốt, hiền lành,
biết lo toan cho gia đình, cho nên là mình cảm thấy là quý con ở cái điểm đó. Hà thấy mình với mẹ còn hợp nhau điều gì nữa không? Con cảm giác là mẹ con kiểu người rất là hiện đại á. Tại lúc đó tóc con nhuộm nên con cũng sợ là bố mẹ hay ông bà không có ưng. Còn lúc đó con mặc váy nữa cơ, váy body á chú Huyền Linh. Nói chung là làm việc gì nó cũng khó. Xong rồi mẹ còn nói là muốn đi làm đẹp thì cứ đi làm đẹp, mẹ thích mày đẹp chứ. Mẹ đưa con đi nối mi, nhuộm tóc, uống tóc. Không chỉ riêng con, đến lúc mà con đẻ em bé đầu là mẹ cũng đưa bé đầu đi nhuộm tóc với lại uống tóc luôn. Về khoảng làm đẹp thì là con với mẹ cũng khá là hợp. Lúc đó con mua tặng cho mẹ mấy cái hũ nhau hai cừ với chú Thường Linh. Xong rồi hai mẹ con tối thì cũng bôi con massage cho mẹ. Tức là mẹ cũng thích massage mà. Có cái giờ là con ở xa quá, không có được ở gần mẹ để massage. Gì vậy? À, tiếc tiền mua nhau thai kiều cho mẹ khóc hả? Hay sao? Nhớ mẹ chồng đó, thấy thương con dâu không? Dạ. Mẹ chồng thấy con dâu rơi nước mắt như thế mình cảm nhận thế nào? Con dâu cũng làm mẹ mất nhiều nước mắt lắm đấy. Mỗi lần con đi là làm mẹ phải khóc đến mấy ngày đấy. Đấy, con trai thấy như vậy thì Hùng thấy sao? Con cũng cảm thấy rất là may mắn, hạnh phúc. Cũng rất là sợ là tại vì vợ con thì cũng người miền Nam, sợ là không hợp với mẹ con. Các cô vợ miền Nam thì cũng thường hay sợ những bà mẹ miền Bắc ấy, lại còn có nhiều phim tuồng kể cũng hơi quá. Ngày xưa là con không nghĩ là hai mẹ con có thể hợp nhau đến như vậy. Mẹ chồng thấy có điều gì mà nó chưa hợp giữa mình với con dâu của mình không? Từ đầu chương trình đến giờ mình cũng khen con dâu rất là nhiều đúng không? Thế nhưng mà ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn. Tất nhiên là mẹ cũng chưa chắc phải là người mẹ chồng hoàn hảo. Mẹ đôi lúc cũng còn nóng giận, mẹ cũng còn hay hờn, hay dỗi. Cho nên là cũng không thể đòi hỏi một người con dâu trọn vẹn được. Ít nhiều cũng có những cái không phải là xấu, mà là nó chưa hợp với mình thôi. Ví dụ như lần sinh bé trước, con trai có hỏi mình về cách chăm bé thì mình nói là mỗi một lần con tắm cho bé hay con thay áo thay quần cho bé là con bật camera lên, mẹ hướng dẫn con. Thế nhưng đến lần sinh bé thứ hai là mẹ có sát sao hơn thì mẹ thấy là con dâu không cho em đi trực tiếp là mẹ buồn. Thì con cũng có giải thích là con có cho em ăn sữa mẹ nhưng con vắt ra. Thì mẹ lại muốn rằng thì là con cho em đi trực tiếp bằng bầu sữa của mẹ, ngậm trực tiếp vào ti của mình. Thì nó kích thích về sữa nhiều hơn, nó tốt cho tuyến yên của em, nó ngăn ngừa được bệnh ung thư vú cho mẹ. Con cũng có nghe nhưng có vẻ không vui. Cho nên là cái lần đấy là con cũng lấy đi nước mắt của mẹ hơi nhiều mà mẹ buồn. Con dâu có biết điều đó không Hà? Dạ con cũng biết. Nhưng mà nhân dịp hôm nay thì con cũng xin lỗi mẹ, cái đợt đó con làm mẹ buồn. Thì con cũng chia sẻ với chú Huyền Linh với mọi người là đợt đầu em su mì em đầu á, thì là con tiêu cho chi trực tiếp thì giống kiểu là bé không có được no nên là bé hay dậy á. Nên lần này bé hai thì con vẫn áp dụng cho tiêu trực tiếp nhưng mà nó không có thường xuyên nên là ít sữa. Con biết là mẹ lúc đó mẹ chia sẻ, mẹ góp ý với con là mẹ góp ý đúng đó. Nhưng mà bởi vì con không có, không phải là con không tiếp thu, con không làm, mà là do cái công việc hiện tại của con thì con không có làm theo cái cách đấy được. Thì mong mẹ thông cảm với mẹ hiểu cho con. Nhưng sao lúc đó con không chia sẻ trực tiếp với mẹ những điều nãy giờ con nói? Dạ. Con có. Tại lúc đầu là mẹ nhắc con trai thì mẹ nghĩ là con trai dâu là cũng ngồi bên cạnh là cũng nghe được thôi. Nhưng mà con dâu là sợ mẹ, tránh mẹ. Chứ còn mẹ biết là con cũng nghe được mẹ dặn đó. Thế nhưng mà không biết là các con lại áp lực đến mức độ như thế, các con buồn. Cho nên là mẹ cũng buồn mà mẹ dặn. Mẹ dặn mất phải đến một tuần mẹ không nói chuyện. Mẹ không nói chuyện và mẹ khóc cả tuần đấy luôn. Thế sau rồi đến lúc thì con không biết mẹ giận, con không biết mẹ giận, ngày nào con gọi về thì con nói là mẹ ơi điện thoại của mẹ hỏng ấy, sao mà cả tuần nay con gọi mẹ không được. Con có biết là mẹ giận và con có nhắn tin là con xin lỗi mẹ. Mẹ cũng bảo là con của nó sinh ra, nó nuôi xem như thế nào là quyền của nó, mình chỉ có quyền tham gia thôi. Thế cho nên là mình cũng dần dần giải tỏa được và cũng bớt giận. Ăn không biết đến miếng ngon, mặc không biết đến cái đẹp. Suốt đời hy sinh vì chồng, vì con, thế mà làm sao vô tình có lúc mẹ làm các con buồn, mẹ xin lỗi.
mà đấy cũng là cái không hoàn hảo của mẹ. Mẹ cũng đã lóng lẩy, mẹ tham gia, mẹ nói thẳng thắn quá để các con buồn. Lúc đó thì Hùng như thế nào Hùng? Dạ con thì con tại vì mẹ cũng không có muốn là những cái gì mà nói nhiều quá trực tiếp đến con dâu, sợ con dâu lại áp lực á, thế nên mẹ cũng hay nói với con nhiều hơn. Nhưng mà con thì con không biết, con tính đàn ông mà con hay xề xòa lắm, con nhiều khi mẹ nhắc thế mà con quên luôn, con chả nói với vợ con luôn, cho nên con lại không biết là cái vấn đề đó nó quan trọng á. Cái công việc của vợ con ở cái thời điểm đó nó cũng khá là bận rộn á. Lúc đó thì con lại làm cũng hơi ít, nên là con cũng có nhiều thời gian rảnh, thì vợ con muốn là vắt ra ngoài để con có thể chăm sóc em bé cùng với vợ con được luôn á. Từ những cái đấy thế nên là mẹ giận. Tin thấy rằng hai mẹ chồng nàng dâu này rất là gần gũi nhau, rất là thân thiện nhau mà. Những cái lúc mà giận như thế không nói thẳng mà lại thông qua con trai của mình. Rồi nhiều khi con trai mình thông qua vợ nó lại khác nhau nữa. Lần đó là tại con trai than thở là con trai vất vả, thế mẹ lại nói là bây giờ con ở già chỉ có việc chăm vợ chăm con, có gì mà vất vả. Thế nào con than lại, Hà dậy vắt sữa ra thì con phải là người cho MC, con phải là cái này, con phải thay bỉm cho em, con phải thế nọ, con phải thế kia. Lúc bây giờ không phải là Hà chia sẻ với mẹ mà là Hùng than với mẹ. Thì là mẹ tiện đó là mẹ nói luôn Hùng. Sao con không bảo vợ con cho kia trực tiếp đi? Ngày xưa mẹ sinh con và em chưa một lần bố phải dậy đêm. Con mẹ em ọ ẹ nhắc là mẹ ấn chặt tiêu mồm là con ngủ, mẹ ngủ, bố ngủ, không ai về thức cả. Thế nhưng mà Hùng, tại Hùng than khổ với mẹ nên mẹ mới nói. Chứ Hà không than. Thì ra là như vậy, lỗi do ông chồng hết. Đúng là Hùng là phải nói với vợ à, này kia tự nhiên đi than dạ. Với mẹ thì đúng lúc đó mẹ nói luôn. Vậy là lỗi do Hùng đó nha. Dạ vâng. Thật ra thì cảm nhận từ đáy lòng của con á là con thấy là không bao giờ mẹ con sai hết á. Thật sự không phải là vì mẹ nói mà con cảm nhận là con chưa có hy sinh hết cái thời gian của mình để mà chăm cho em bé đó, nên là mẹ con bà nội mới sót cháu như vậy thôi. Thật ra chú thấy không có gì đâu, bởi vì cái công việc của con nó áp lực, đôi khi mẹ chồng không có hiểu. Những cái người mẹ mà hiện đại rất nhiều áp lực, cơm áo gạo tiền, cái công việc này kia, ngồi trên mạng suốt như thế. Mẹ nghĩ là đợt này con hạ bớt công việc xuống, con dành nhiều thời gian cho các bé. Khi các bé trưởng thành lớn lên các con làm giàu vẫn chưa muộn. Chứ bây giờ mẹ đã ở xa, mẹ đã không chăm được các con rồi, không chăm được các cháu là mẹ đã thấy sốt ruột lắm rồi. Thế mà bây giờ các con lại cũng cứ tham công tiếc việc, các con cứ làm. Tiền không phải là tất cả. Khi các con ốm lên, vợ chồng con ốm lên, bố mẹ đâu ở bên để chăm sóc được, giúp được. Lần nào điện thoại mẹ cũng bảo con giảm bớt công việc đi. Thôi thì cái gì cũng muốn, con cũng muốn, tiền cũng muốn, cho nên là thôi thì phải chấp nhận thôi. Thật ra đó mẹ chồng biết không, trong cái cuộc sống hiện đại này đó, cơ hội nó chỉ đến với mình một vài lần thôi. Mà mình không có bắt lấy cơ hội đó, mình không làm việc đó để kiếm tiền để mưu sinh đó, thì nó qua cơ hội đó. Chính vì thế nên tuổi trẻ đó, họ luôn luôn bắt kịp thời đại, họ luôn luôn chụp lấy cơ hội có ngay lúc đó. Thành ra mình cũng thông cảm cho tuổi trẻ, đúng không Hùng? Dạ chú Quyền Linh nói đúng đó. Có một cái quan trọng nữa là bọn con lại sống ở nước ngoài nữa, thế nên thực ra cũng rất là có nhiều những cái văn hóa ở nước ngoài nó hơi khác với Việt Nam. Thế nên bọn con phải nói thật là bọn con có bị ảnh hưởng chứ không phải là không. Hai vợ chồng cũng rất là khó khăn là phải dung hòa giữa những cái truyền thống Việt Nam mình, mẹ mình nhắc nhở mình, và những cái gì mà bên này người ta nói là ồ thì khoa học kỹ thuật, những cái tiên tiến, thế nên nhiều lúc cũng khó chú ạ. Chính xác là như vậy. Chú nghĩ đây là một trong những cái khác biệt về văn hóa và cái cách chăm sóc của vợ chồng trẻ ở nước ngoài với mẹ chồng ở Việt Nam thôi. Thật ra thì chú thấy rằng mẹ chồng rất là thương nàng dâu, nàng dâu cũng thương mẹ chồng như thế. Tin tưởng vào cách chăm con của các con thôi, chứ chả có gì gọi là áp lực cả. Chỉ duy nhất mỗi cái lần là con không cho MT là mẹ buồn thôi. Nói chung là con cũng khéo, cũng biết chăm con, cũng biết lo toan cho gia đình. Nhất là cái đợt bố mẹ sang Canada thì con gần như vẫn là một người phụ nữ Việt Nam. Sáng sớm ra là dậy sớm, lo đồ ăn sáng cho bố mẹ, chưa đến lo cho bố mẹ ăn cơm trưa, chiều đến là dẫn bố mẹ đi chơi. Thì cái đấy là mình cảm thấy rất là quý con ở cái điểm đấy. Con thì con biết là con chăm con vụng á. Thật ra trong thâm tâm của con là con muốn mẹ chồng con chăm cháu hơn là bản thân con chăm. Nên là chia sẻ thật với chú Huyền Linh là những lúc mà con về Việt Nam chơi đó, có một đợt về 3 tháng đó, con chỉ muốn đẩy con cho bà nội chăm thôi. Tại vì bà nội chăm khéo hơn con á, với lại bé cũng quấn bà hơn. Chú thấy rằng con đã khóc, mẹ chồng con đã khóc,
chú rất là vui. Thật ra chú cũng là người ngoài nhưng chú rất là vui vì điều đó. Cái tình yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu nó rất là tuyệt vời luôn. Mặc dù có một chút hiểu lầm, không có gì hết trơn á, chuyện nó quá nhỏ so với những câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu, hàng ngàn câu chuyện nó còn đau thương hơn nữa. Hôm nay thì con có muốn nói gì với mẹ chồng con không? Dạ, chúng con ở xa, không có bên cạnh mẹ những cái ngày quan trọng hay ngày đặc biệt, sinh nhật mẹ hay là 8 tháng 3, thì mong mẹ đừng có buồn. Bọn con sẽ cố gắng sắp xếp đi làm, xong rồi sắp xếp đưa các cháu về thăm ông bà sớm nhất có thể. Với lại là hôm nay con đeo một cái nhẫn này, không biết mẹ còn nhớ không? Con kể chú Quyền Linh với mọi người nghe, cái nhẫn này là lúc con mua về để tặng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ. Xong rồi chắc là mẹ thấy nó mắc tiền đó. Xong lúc con qua đây, tự nhiên con mở vali ra khi con thấy cái nhẫn này. Mẹ con kêu là nó mắc tiền quá mẹ con không nhận. Xong mẹ kêu là đem đi trả lại người ta, nhưng mà cái này không có trả lại được. Thì mong một ngày sớm nhất con về thì con lại gửi tặng mẹ cái nhẫn này. Trời, thấy thương không? Nhân dịp 30 năm ngày cưới của bố mẹ thì các con về cũng có nói với mẹ nè, ba anh em mua tặng mẹ một cái nhẫn thì mẹ thấy cái giá trị nó khá là lớn. Thế mà các con thì còn khó khăn, thế mà mẹ thì cũng chỉ hỗ trợ phần nào về kinh tế thôi, còn chủ yếu là mẹ chỉ động viên về tinh thần thôi. Vì là bây giờ các con lớn rồi, các con phải tự trách nhiệm với cuộc sống của con, nhưng mẹ lại không muốn lợi dụng cái kinh tế của các con. Mẹ thấy cái nhẫn, cái giá trị về kinh tế nó khá là lớn, trong khi em thì còn đi học, các con thì cũng còn, con còn nhỏ, vất vả. Thế cho nên là mẹ bảo là mẹ xin nhận, nhưng mà mẹ gửi lại để các con đi bán, đi trả lại đi để trang trải cuộc sống cho nó đỡ vất vả. Cho nên là mẹ chỉ nghĩ thế thôi, mẹ nghĩ đơn giản là như vậy thôi, chứ không có cái gì gọi là sâu xa cả. Trời đất ơi, cái tình yêu thương mẹ chồng với nàng dâu nó lớn quá. Cái hành động của con dâu là vẫn giữ chiếc nhẫn đó để một ngày nào đó tiếp tục tặng mẹ chồng. Đây hành động quá là tuyệt vời, rất đẹp, rất đẹp. Chú thấy rằng cái giá trị tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay đẹp lắm đó Hùng. Dạ. Hùng cảm nhận thế nào về câu chuyện giữa mẹ con với lại vợ con? Dạ, câu chuyện xúc động nhưng mà kết cục nó lại vui chú Quyền Linh ạ. Thế nên bản thân con á, con rất là thương mẹ, là bởi vì là một cái lý do lớn nhất đó là con cảm nhận được lúc nào mẹ cũng chỉ muốn con với ông xã con hạnh phúc. Lần nào gọi sang á là mẹ cũng kiểu là hỏi hai đứa có chuyện gì không, hay là mỗi lần mà con với ông xã cãi nhau á là con cũng hay mét mẹ. Tức là con cảm nhận là trong lòng của mẹ á, cái mong mỏi lớn nhất là chỉ mong muốn con với ông xã con hạnh phúc, chứ mẹ không có đòi hỏi cái gì cao xa, hay là con phải làm dâu thế này, hay là phải hài lòng bố mẹ hay phải hài lòng ông bà gì hết á. Nên là cái điều đó làm con cảm động á. Con thương mẹ lắm, mỗi lần nghĩ đến cái đó là con rất là thương mẹ. Xong rồi ông xã con mà làm gì con buồn là con cũng hay muốn kể với mẹ. Mình chỉ muốn nói với con mình là mẹ không có con gái, mẹ chỉ có hai con trai thôi. Mẹ đã nói như mẹ đã nói với mẹ đẻ của con đấy, khi con trai mẹ đem lòng thương yêu ai thì người đó chính lại là con mẹ. Mà con không phải là con dâu, mà con là con gái của mẹ. Mẹ chỉ muốn lúc nào con cũng chỉ yêu thương chồng con, quan tâm đến gia đình nhỏ của con, và luôn nghĩ là có bố mẹ bên cạnh, lúc nào mẹ cũng yêu con, thương con hết. Dạ. Quá là tuyệt vời. Cảm ơn bố mẹ, tại vì bố mẹ cũng luôn bên cạnh bọn con, rồi mẹ cũng rộng lượng á, với những cái gì mà có thể gọi là những cái sai sót nhỏ của bọn con. Chỉ chúc đại gia đình nhà mình có nhiều sức khỏe, rồi quan tâm đến nhau nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đem đến câu chuyện rất dễ thương, rất là hay trong mỗi gia đình của người Việt Nam chúng ta. Cho dù chúng ta đi bất kỳ nơi đâu, cho dù chúng ta có sống trong một cái nền văn hóa nào, thì chúng ta cũng không bao giờ quên cái nền văn hóa từ Việt Nam chúng ta. Yêu thương, san sẻ, đùm bọc và luôn luôn đem đến những điều tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Chúc mọi người hạnh phúc và bình an nhé. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh, cảm ơn anh đội ngũ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn mọi người. Chúc một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại sớm sau mùa dịch nhé. Chúc tất cả mọi người thật là bình an. Xin chào, tạm biệt.